Giờ tới con cò, con hôm nay con ô bộ ba cò. Con cò là mắt để hai tay đưa lên, chiếu hóa điểm mù, không tâm tiếp thọ, nhẹ nhàng tha thứ, được không? Chiếu phá điểm mù, không tâm tiếp thọ, nhẹ nhàng tha thứ. In and out. In and out. Rồi mới bắt đi lên là như vậy. Bắt đi là từ cái tay hai chỗ này, từ cái spot là hai cái chân của mình đi lên, là mình đi từ từ lên đây ha. Hai cái tay của mình á là nó phải giống như cái đèn pha vậy bác. Hạ hai cái tay này xuống trước, đưa lên thật cao, được chưa? Là mình giống như này, hai cái này là cái nó chiếu phá lại. Và hạ tay xuống đi bác, rồi con chỉ cho. Khi mình đưa cái tay lên nè, là cái tay mình á nó phải giống như cái đèn pha vậy đó. Là cái đèn pha là cái gì? Là nó chiếu lại cái điểm mù của mình, cái ego của mình á, nó chiếu lại cho mình thấy. Tại nếu mình đưa đây là mình thấy cái đèn rồi, đúng không? Cái ego của mình ở sau á, cái dark next side của mình không có thấy. Thế nên mình dùng cái này nó chiếu, cho nên cái tay bác phải đưa thiệt là cao. Và cái tay của mình thả lỏng xuống, giống như cái đèn nó chiếu ngược lại mình vậy đó. Thì mình thấy được cái điểm mù của mình rồi, mở ra, rồi mình hạ xuống, được chưa? Thì khi mình tập cái thế này á, là nó nằm cái luân xa số 3. Thì khi mà bác hết thở đó, mắt từ cái luân xa số 1 nó kéo lên luân xa số 3, cái năng lượng nó kéo lên. Để cho gì nó dương hóa cái năng lượng của mình từ số 1 lên số 3 luôn. Thì nó làm cho cái mình có cái lòng mà gọi là ham á, ham danh á, thì mình hốt đi. Rồi bắt đầu lại cho con ha. In and out, được chưa? Rồi bác bắt cái chân của bác á, bây giờ mình đưa cái chân lên, chân trái lên trước ha. Cùng một lần mà nó xuống cùng một lần, đi lên nè, đi lên cùng một lần này, được chưa? Nó bắt nào mà đưa cao được thì đưa, còn không đưa là bắt đưa tới đây cũng được rồi. Rồi mình đá ra, rồi mình trở về, được chưa? Nó có ba cái thế đứng, ba cái thế đá. Một á, bác nào đau chân á, đưa tới đây thôi rồi mình đá ra. Mà đau quá nữa đó là mới bắt để chỉ cần đưa ra thôi là mới thả xuống được rồi, ok. Còn một á là đưa đây ra đây, còn mới bắt nào cao nữa có thể đưa lên đây thành đá ra. Mục đích của mình là gì? Mình làm cho mình cân bằng thôi. Rồi bắt làm chân đi con ha. In out, in out, in out, in out. Rồi đổi chân. In out, in out. Bác thường thấy mà không cân bằng không? In thế nào mà tập được mà thế nào mà bác không có cân bằng phải không? In out, in out. Giờ đi luôn cái chân ha, mở cái chân hôm kia mình đi cái chân, một chân đi một chân nhưng mà hai tay, được chưa? In out, không có đổi chân, giữ cái chân đó luôn. In out, hai. In out, ba. In out, bốn. Liên hoàn lần tới con sẽ khám bái này. In out, năm. In out, sáu. Đi vô đều bác ha, nguyên tập là in, chụp hình đó bác. Out, bảy, giữ nghe. In out, tám. In out, chín. In out, mười. Đổi chân. In out, một. In out, hai. In out, ba. In out, bốn. In out, năm. In out, sáu. In out, bảy. In out, tám. In out, chín. Last one. In out, mười. Rồi bắt ngửa chân ra, để xuống. Bắt đưa hai tay ra trước, thẳng người, thả ra sau. Để tay ra trước, thẳng lưng lên bác, thẳng lưng lên. Rồi thẳng lưng lên chút, thả cái vai xuống, rồi bắt đầu mình thở bác ha.